Xin lời tự động cùng Techcombank. Tiền tự lời, bạn thảnh thơi. Tết Hậu là Tết đoàn viên. Comfy điều hòa châu Âu. Em thấy anh sao? Ở ngoài như thế nào? Em thấy anh ở ngoài đẹp dai. Body body rất là ok. Good đúng không? Ok good. Đúng không? Anh nhiều tóc hơn em. Ấy. Ấy. Cũng đúng, cái này thì đúng, cái này tôi không cãi được. Nói chung nếu mà ai mà nói về nhan sắc của mình thì thực sự là mình cũng không thể nào mà nói lại được, bởi vì nó là một sự hiển nhiên đấy mọi người. Sự thật này không thể nào cãi được. I'm sorry vì điều này, nhưng mà thực sự là anh cảm ơn em rất nhiều khi đã khen sự thật như thế. Cảm ơn anh Tú đã mời em góp giọng trong bài hát của anh, nhưng mà nếu mà năm sau anh làm bài cũng nhạc Tết mời em thì nhớ rủ em qua MV với nhé. Alo, tại sao phải là nhạc Tết nhỉ? Nhạc xịn luôn, không nhạc gì cũng được đúng không? Ok nhớ nhá mọi người nhá, nốt ngay lại cho Tú. Em tiếp xúc với anh nhiều là em bị hâm đấy. Em hâm nhá, Tú khoái cái khúc mà từng 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 từng. Ôi trời ơi, nó đúng kiểu trai quê mình luôn. Anh ở quê, anh trai quê, anh trai Thái Bình mà. Căng cực, nó vui, nó rất vui luôn. Và mong rằng mọi người sẽ đón chờ những tiết mục của Double Tutti và anh Tú cũng như tất cả các nghệ sĩ. Người miền núi chất. Người Thái Bình chất. Hello mọi người. Biết nhau từ rất biệt rồi, nhưng mà hai anh có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau chưa? Hay là đến bây giờ có cơ hội nói chuyện hợp tác với nhau? Thực ra Double Tutti đã rất là thích anh Tú từ Rap Việt mùa 1 rồi. Nhưng mà đến mùa 3 mình đi thi không có cơ hội được hợp tác cùng anh Tú trong các phần trình diễn, nên là anh em kiểu chưa được nói chuyện. Nếu cùng lắm gặp nhau chỉ có say hi chào nhau thôi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên mà anh em có cơ hội hợp tác và được nói chuyện với nhau nhiều hơn một chút. Quan trọng là cái cảm nhận của em như thế nào? Em thấy anh sao? Ở ngoài như thế nào? Em thấy anh ở ngoài đẹp dai. Body body rất là ok. Good đúng không? Ok mà đúng không? Anh nhiều tóc hơn em. Ấy. Cũng đúng, cái này thì đúng, cái này Tú không cãi được. Nói chung nếu mà ai mà nói về nhan sắc của mình thì thực sự là mình cũng không thể nào mà nói lại được, bởi vì nó là một sự hiển nhiên đấy mọi người. Sự thật này không thể nào cãi được. I'm sorry vì điều này, nhưng mà thực sự là anh cảm ơn em rất nhiều khi đã khen sự thật như thế. Mặt trời đã lặn rồi, em biết ánh sáng phát ra từ đâu không? Nếu mà mặt trời lặn rồi thì ánh sáng phát ra từ đâu? Ánh sáng phát ra từ bóng đèn. Sợ rồi. Lại nhá. Mặt trời đã lặn rồi, ánh sáng phát ra từ anh đấy. Miếng lạnh không? Lạnh không? Lạnh đúng không? Lạnh nhưng mà fan anh cười là được. Ừ. Không, không hề. Cái có miếng... rất là vui luôn, rất là mắc cười. Không nhưng mọi người thấy không? Hai người này mới là Double Tutti nhỉ? Rõ ràng không? Double T. Ok. Đó. Hỏi cái gì quên rồi nhỉ? Thực ra thì khi mà Tú nhận lời Sóng 24 ấy, thì Tú có bài hát này, Tú muốn đẩy bài hát này vào trong, bởi vì bài hát này nó mang cái nguồn năng lượng tích cực. Và Tú nghĩ đến ngay mà nếu như mình hát cái kiểu trai quê nhưng mà vẫn quẩy, vẫn vui như thế này ấy, thì không ai khác ngoài Double Tutti sẽ đảm nhiệm được cái vai trò người miền núi chất. Đó. Trời ơi. Đúng rồi, anh Tú rất là thích cái verse của Double Tutti. Ok, anh mình làm việc online thôi, nhưng mà khi mà gửi cái demo sang cho Tú, ok luôn, bởi vì nó quá tuyệt vời. Yeah. Nó phù hợp ấy, đúng cái khoảnh khắc đấy nó đủ là được. Cảm thấy hài lòng với cái verse của Double Tutti. Và em cũng cảm ơn anh Tú đã mời em góp giọng trong bài hát của anh. Nhưng mà nếu mà năm sau anh làm bài cũng nhạc Tết mời em thì nhớ rủ em qua MV với nhé. Alo, tại sao phải là nhạc Tết nhỉ? Nhạc xịn luôn, không nhạc gì cũng được đúng không? Ok nhớ nhá mọi người nha, nốt ngay lại cho Tú nhá. Tại vì anh Tú Ti thấy anh thích với Genus rồi đó. Ui, cũng như hai quán quân này tham gia chương trình Sóng 24, xong anh em mình có một cái bài hát vui vẻ, thế là hợp lý rồi, quá tuyệt vời. Và anh Tú và anh Hồ Chủ Ti đã từng gặp anh Dương Lâm ở ngoài rồi đúng không ạ? Nhưng mà anh Dương Lâm đã nháy với anh Hồ Chủ Ti là phải khen người đẹp trai hơn thứ hai. Vậy thì bây giờ hai người xác nhận giúp em là anh Tú thứ hai chứ Dương Lâm ai đẹp trai hơn? Em thử nói hai người đấy xem. Dạ, yeah, hello. Anh cho em biết thế nào người Thái Bình chất. Thế anh nói trước đây để em lựa theo chiều gió. Không cần nghe đây này. Mới xem một cái clip trên mạng. Nói không? Nói đi, nói thử đi xem nào. Đạp một phát bay ra ngoài, ngoài cái ô tô. Hay không? Em nghĩ là nếu mà để em lựa chọn giữa anh Lê Dương Bảo Lâm và Hiếu thứ hai ai đẹp trai hơn thì không, em còn anh Tú. Không, anh cứ để em đi. Đấy.
thì mọi người cũng biết là mình lên mạng xã hội mình đã nói là anh Dương Lâm đẹp trai hơn, nhưng mà thực tế sau khi gặp anh Tú thì anh Tú đẹp trai nhất. Một xíu, không thiếu thứ hai nữa nha. Không sao em ạ, không sao, đúng em phải trả lời thật lòng thôi, có gì đâu. Vâng. Đẹp trai nó có nhiều nhưng kiểu đẹp trai. Anh có thật lòng không? Tại vì bữa em thấy anh coi những wristband anh khen thiếu hai đẹp trai. Bởi vì em đang so sánh giữa hai người đấy, chứ em không so sánh là anh với hai người đấy. Ok, đúng không em? Đúng không? Mình cũng phải có cái sự khiêm tốn của mình chứ, nhưng mà mình thực sự là mình cũng biết là mình cũng đẹp trai. Khiêm tốn, rất khiêm tốn luôn ấy. Thật sự là từ trước đến giờ bố mẹ bảo dậy và là đi ra ngoài phải khiêm tốn, nên mình rất 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 khiêm tốn. Cảm ơn em nhé. Cái câu nói của Double Tutti quá xuất sắc, quá chuẩn. Anh với Hồ Tutti bây giờ khá là nhút nhát, trước rất việc sau rất việc, vẫn còn cái sự nhút nhát, nhưng mà cho anh biết là anh Tú cũng đã từng khá là không phải là nhút nhát nhưng mà không có thể hiện nhiều mình ra, nhưng mà bây giờ đã là như vậy rồi. Thì anh có một cái skill của tụi mình. Không, thực ra thì em cứ là em thôi à. Em đừng có bị gồng là mình phải là người như thế này như thế kia. Em là em, người khác sẽ yêu cái đấy. Từng ngày ấy, em sẽ có cái sự trưởng thành dần và em sẽ thay đổi dần cái nguồn năng lượng của em. Nên đừng có bị nặng nề cái gì hết. Từ ngày trước kiểu anh cũng không phải nhút nhát, nhưng mà có nghĩa là anh bị hiền, anh cũng không có nói nhiều ấy. Trong khi anh là cái người mà nói nhiều. Dần dần mình có kinh nghiệm hơn, xong rồi mình cảm thấy là mình cần thay đổi thì mình thay đổi thôi. Vâng. Cứ hãy là em, là mọi người yêu em nhất. Bây giờ nhắc đến Double Tutti, chúng ta sẽ nghĩ đến là một chàng trai rất hiền, rất hay. Cũng điển trai nhá, nhưng mà chẳng qua hơi ốm tí thôi. Nói thật mọi người, hơi ốm một tí. Em nghĩ là anh nên tiếp xúc với những người như anh Tú. Dạ. Không. Nên nói nhiều hơn. Là em hâm đấy. Em tiếp xúc với anh nhiều là em bị hâm đấy. Em hâm nhá. Và ngày hôm nay anh Tú và Double Tutti rất là vui khi đã có mặt tại Sóng 24 để có thể diễn một bài hát mà Tú vừa mới ra mắt và được sự góp mặt của Double Tutti trong Sóng 24. Đấy là một cái niềm vui của Tú. Bởi vì cái verse của Double Tutti ấy làm cho Tú bị tửng ấy. Tú khoái cái khúc mà từng tưng 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 tưng. Ôi trời ơi, nó đúng kiểu trai quê mình luôn. Anh ở quê, anh trai quê, anh trai Thái Bình mà. Căng nên... cực, căng cực, căng cực. Căng cực, căng cực, căng cực. Nó vui, nó rất vui luôn. Và mong rằng mọi người sẽ đón chờ những tiết mục của Double Tutti và anh Tú cũng như tất cả các nghệ sĩ trên HTV2 V-Channel. Còn bây giờ thì... cuối nha, cuối nha, hứa nha. Thì mọi thứ trong năm vừa qua đến với mình quá là tuyệt vời. Việc trở thành quán quân mình cảm thấy là nó đã thay đổi hoàn toàn cái cuộc sống của mình. Bây giờ thì mình đã là một rapper và mình đi làm cái công việc mình thích rồi. Tú hay Double Tutti đều cảm thấy may mắn thôi. Bởi vì cả hai anh em mình đều chưa hoàn hảo, nhưng mà được sự cổ vũ và yêu thương của khán giả, đấy là cái niềm may mắn của hai anh em mình rồi. Cái sự cố gắng thì chắc chắn sẽ có, càng phải cống hiến nhiều hơn. Nhưng đó cũng sẽ là những cái áp lực. Em công nhận không? Đó cũng sẽ là một cái áp lực nho nhỏ để mà tạo thành kim cương trong năm 2024. Và cảm ơn cột mốc son năm 2023 đã cho Double Tutti trong Rap Việt, đã cho anh Tú trong The Masked Singer đã có những kỷ niệm rất đẹp. Hãy cứ tận hưởng một chút đấy đi đã, đúng không? Và cố gắng trong năm 2024 thì sẽ làm nhiều hơn. Chúc mọi người sang năm mới, năm 2024, năm Giáp Thìn sẽ có thật nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ có những nguồn năng lượng thật là tích cực nha. Love you. Yeah. Rồi, ok. Bye bye. Đủ rồi, phỏng vấn đủ rồi nha mọi người nhá. Bye bye. Bye. Vào thời khắc kỳ diệu nhất năm, siêu show giải trí đặc biệt đêm giao thừa, Sóng 24 đang đợi bạn. Cùng vô vàn kết hợp bất ngờ làm trái tim dậy sóng. Lần đầu được xem, lần đầu được nghe, tất cả lần đầu đều dành cho bạn. Sóng 24 đón giao thừa, đón Sóng 24. Sóng 24 và lúc 19:30 đêm giao thừa trên Vion HTV2 V Channel on V Giải trí on V Dramas.